Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, EFTA Việt Nam chỉ ký Công ước 98 còn Công ước 87 bỏ đâu? Liên minh châu Âu EU và phái đoàn châu Âu tại Việt Nam có thể sẽ phải nhận thêm một bài học đắt giá nữa do thái độ cả tin thái quá đối với một chính thể đã có quá nhiều bài học để chẳng xứng đáng nhận được một chút tin cậy nào về cải thiện nhân quyền. Chọn ký công ước nhẹ nhất và đối sách câu giờ. Cho tới sát ngày 29 tháng 5 năm 2019, thời điểm mà Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98, như báo Đảng thông tin ngay trước khi ông Trọng sửa soạn tái hiện vào giữa tháng 5. Trong số nội dung nghị trình của hội nghị GATT vẫn chỉ đề cập đến Công ước 98, trong lúc hai công ước quốc tế vẫn còn lại về người lao động vẫn kiên định mất tích. Ba công ước còn lại của ILO, Tổ chức Lao động Quốc tế, lại chính là đòi hỏi rất dứt khoát của Nghị viện châu Âu, thể hiện trong bản nghị quyết nhân quyền Việt Nam và Nghị viện châu Âu đã tung ra với nhiều nội dung cùng từ ngữ mạnh mẽ chưa từng có vào giữa tháng 11 năm 2018. Trong đó, Công ước 87 là văn bản quan trọng nhất về lợi ích người lao động và nhân quyền, đề cập đến quyền tự do thành lập công đoàn độc lập của người lao động. Trước đó, tại cuộc điều trần về chủ đề EFTA nhân quyền do Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu tổ chức vào 10 tháng 10 năm 2018 tại Brussels, Bỉ, các nghị sĩ đã đòi hỏi cần phải được Việt Nam ký chính thức trước khi EU bỏ phiếu chấp thuận EFTA, Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu-Việt Nam. Chỉ khi EFTA bị Hội đồng châu Âu hoãn vô thời hạn vào tháng 2 năm 2019, mà nguồn cơn thực chất là vô số vi phạm nhân quyền chưa từng được cải thiện của Hà Nội, mãi đến tháng 4 năm 2019, chính thể độc đảng Việt Nam mới buộc phải nhượng bộ trước EU về ký và phê chuẩn ít nhất Công ước 98 trong số 3 công ước chưa ký. Với Nguyễn Phú Trọng, EFTA có tầm quan trọng rất lớn, nếu không muốn nói là mang tính sống còn đối với nền kinh tế đang bế tắc và nền ngân sách đang lao nhanh vào hội chứng hộc duỗng ở Việt Nam. Nếu không có được EFTA, đảng của Nguyễn Phú Trọng sẽ rơi vào tình trạng hết tiền, hết bạc, hết ông tôi sớm hơn. Công ước số 98 mà phía Việt Nam dự kiến sẽ ký và phê chuẩn tại kỳ họp hồi tháng 5 và tháng 6 năm 2019 được xem là công ước nhẹ nhất về những điều kiện cải thiện nhân quyền. Công ước 98 có 3 nội dung cơ bản: bảo vệ người lao động và công đoàn trước các hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn của người lao động, bảo vệ tổ chức của người lao động không bị can thiệp thao túng bởi người sử dụng lao động, những biện pháp thúc đẩy thương lượng, tập thể, tự nguyện, thiện chí. Nhưng vì sao chính thể Việt Nam chỉ ký và phê chuẩn Công ước 98 mà không nói gì đến hai công ước quốc tế còn lại về người lao động? Công ước 87 đã bị phía Việt Nam nhét bỏ đi đâu? Phải chăng chính thể này đang tìm cách qua mặt Liên minh châu Âu, ký cho có để đạt được mục tiêu có được EFTA? Khỏi phải nói là ba công ước quốc tế lao động còn lại về người lao động, đặc biệt là Công ước 87, thể hiện mối an nguy đến thế nào đối với chế độ cầm quyền độc đảng toàn trị ở Việt Nam. Vì những công ước này, đặc biệt là công ước về quyền tự do lập hội, liên quan mật thiết đến công đoàn độc lập, một định chế mà từ lâu chính quyền Việt Nam đã luôn gắn ghép nó với tổ chức công đoàn đoàn kết ở Ba Lan vào những năm 1980 của thế kỷ 20, để từ đó quy kết cho công đoàn độc lập là nhằm thu hút tập hợp số đông công nhân để lật đổ chính quyền Cộng sản Việt Nam. Chiến thuật câu giờ của chính quyền Việt Nam liên quan đến việc ký ba công ước quốc tế về người lao động là rõ như ban ngày. Hứa hẹn sẽ ký từ trước cuộc điều trần ở Bỉ cho tới nay chỉ là một lời hứa gần như chẳng có gì giá trị, bởi nếu ký Công ước 98 mà không chịu ký Công ước 87 thì chủ đề cải thiện nhân quyền và quyền lợi nhân quyền cho người lao động ở Việt Nam trong EFTA sẽ hầu như là vô nghĩa. Trong khi đó, Việt Nam vừa âm thầm vừa công khai vận động một số nước châu Âu nhằm tác động đến Nghị viện châu Âu để sớm thông qua EFTA, với toan tính rằng nếu việc thông qua này sẽ sớm diễn ra vào nửa cuối năm 2019 thì Việt Nam sẽ luôn EFTA trong tay mà
không phải ký thêm bất cứ một công ước quốc tế nào khác. Vội vàng thông qua Hiệp định Thương mại Việt Nam sẽ là một sai lầm lớn của Liên minh châu Âu. Hầu như không hoài nghi rằng chiến thuật ưa thích nhất của chính quyền độc đảng toàn trị Việt Nam trong ít ra vài năm tới vẫn là vừa kiềm chế những người bảo vệ quyền lợi công nhân, vừa bưng bít thông tin đến mức tối đa về công đoàn độc lập, vừa kéo dài lâu đến mức có thể việc luật hóa CPTPP về công đoàn độc lập, vừa tung ra chiến dịch công đoàn độc lập quậy. Một cách đương nhiên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang và sẽ được đảng lựa chọn để tổ chức chiến dịch công đoàn độc lập. Đó cũng là lý do để tổ chức công đoàn nhà nước này tìm cách tồn tại để vẫn được uống bầu sữa ngân sách và duy trì quyền lực tổ chức chính trị xã hội của mình trong thời buổi chế độ độc trị phải dân chủ hóa. Một trong những kịch bản được đảng tâm đắc nhất là quốc doanh hóa công đoàn độc lập, tăng cường đi thăm công nhân, dùng một phần tiền nhỏ bóc lột từ sức lao động của người công nhân để ban tặng lại quà cáp giá trị nhỏ cho họ, tuyên dương và biểu dương một số công nhân nhằm tạo hiệu ứng tấm gương lao động và tin đảng. Tập dượt càng sớm càng tốt cho các công đoàn quốc doanh chủ động tổ chức đình công cho công nhân và hy vọng qua đó sẽ thu hút được số đông công nhân, thay vì để cho công nhân rơi vào tầm ảnh hưởng của những tổ chức công đoàn độc lập hoàn toàn không chịu sự lãnh đạo của Đảng và chế độ Cộng sản và nhà nước Việt Nam. Chẳng phải ngẫu nhiên mà từ trước Tết Nguyên đán năm 2019 đến nay, có đến 2/3 thành viên bụ bẫm của Bộ Chính trị Đảng đã cấp tập đi thăm công nhân, phát quà và tuyên dương. Trong khi đó, số này đã chẳng hề đoái hoài gì đến những khu nhà trọ tồi tàn và bữa ăn phần lớn toàn là rau của người lao động. Hãy nhớ lại cuộc điều trần chủ đề EFTA nhân quyền do Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu tổ chức vào ngày 10 tháng 10 năm 2018 tại Brussels, Bỉ. Khi đó, bà Gren van der Heen đã chỉ thẳng ra rằng những lời hứa về ILO của Việt Nam chỉ là lời hứa suông từ trước giờ vì chưa có gì được thực hiện, cũng như các cam kết nhân quyền chỉ toàn có tiêu đề mà không hề có nội dung cụ thể. Còn John Seaton, giám đốc vận động Ban Á Châu của Human Rights Watch, đã hoàn toàn đúng khi nhận định vội vàng thông qua Hiệp định Thương mại với Việt Nam sẽ là một sai lầm lớn đối với Liên minh châu Âu. Làm như vậy là tưởng thưởng cho Việt Nam trong khi nước này chẳng làm gì cả. Thông qua EFTA là đánh đi một thông điệp tệ hại cho thấy những cam kết mà Liên minh châu Âu đã đưa ra trước đây là dùng thương mại như một công cụ để quảng bá nhân quyền trên toàn cầu là không còn đáng tin cậy. Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu cần gửi đi những thông điệp rõ ràng rằng không thể phê chuẩn Hiệp định EFTA cho tới khi nào nhà nước Việt Nam có thái độ nghiêm túc muốn giải quyết những lo ngại nhân quyền. Ông Shipton kiên quyết, Việt Nam nên hiểu rằng nếu châu Âu trì hoãn hiệp định này thì đó là do lỗi của Hà Nội chứ không phải là của Brussels. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo, thông tin sớm nhất về các chương trình chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.